alo chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ gọi tiền chung sau câu ở trên máy tính Ok, hôm nay ta sẽ uh, vào đây, bộ gọi tiền chung sau câu, các bạn ấn uh, vào đây, ấn chuột vào đây rồi Tiếp theo một lát thì sẽ hiện ra trang này Ở trong bài viết này, mình có hướng dẫn cách cài đặt bộ gọi tiền chung sau câu trong Win7 và Win8 Và sắp tới mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn cụ thể chi tiết cách cài đặt bộ gọi tình Trung sâu câu trong Win 10 nữa. Rồi. Bây giờ các bạn vào đây. Các bạn kéo xuống dưới, à ấn vào đây, download. À các bạn nhìn chỗ này nhá, trình tự các bước cài đặt bộ gọi tình Trung sau câu trong Win 7. Rồi, ấn chụp vào đây. Các bạn chờ trong giây lát thì nó sẽ chuyển sang một cái trang mới để cho mình tải về. Mình up cái file sau câu bộ đặt bộ cài đặt ở trên MediaFire. Main, các bạn chờ một lát đó thì ở đây nó sẽ lát nữa nó sẽ xuất hiện cái nút download và mình ấn vào đây là xong đó các bạn ấn vào đây nhá ấn vào đây download này ấn vào đây một lúc một lúc thì nó sẽ hiện ra rồi trong lúc chờ đợi mình sẽ uh, mình đã tải sẵn rồi download về sẵn rồi giờ mình sẽ ấn vào đây à ấn nhá ấn này cái chụp vào đây kết đúng chụp vào đây đó, thì quá trình cài đặt đang bắt đầu. Đấy chưa? Chờ trong giây lát. Đó. Rồi. Và bây giờ bắt đầu cài đặt bước một Các bạn ở vào đây. À, mình ẩn đi cho nó dễ nhìn. Rồi, tích vào đây hoặc là tích vào đây xong kệ cái này mình nó tích sẵn rồi mình ấn vào đây. Li chỉ an toàn rồi, Li chỉ an toàn. Đây là đường dẫn, mình để mặc định đường dẫn là như thế này. Giờ ấn vào đây, thì quá trình cài đặt nó đang bắt đầu. Các bạn chờ một lúc, khoảng uh, đôi ba phút thì nó sẽ cài xong. Đó. Bộ gọi tiếng trung sâu cơ, mình uh, trong quá trình uh, học tập và làm việc mình chỉ dùng đúng mỗi bộ gọi tiếng trung sâu cơ thôi các bộ cao khác mình cũng đã thử qua rồi nhưng mà mình thấy uh, thích nhất là ở bộ gõ tình trung sơ câu là gì cái, cái giao diện của nó rất là phong phú và cái cơ sở kho dữ liệu cơ sở rất là đồ sộ ta hàng ngày nó đều được cập nhật các cái từ vựng uh, thường xuyên mới nhất nó đều cập nhật vào trong bộ gọi tiếng trung sơ câu này Đấy. ở trong win Windows thì nó cũng có tích hợp bộ gõ tình trung nhưng mà mình thấy nó không phong phú. Đấy. mình ngoài ra mình thích ở cái sơ câu nó là, tức là mình gõ những cái chữ mà những cái từ mà chữ mà nó gõ cái là nó sẽ xuất hiện ngay ra cái tỷ lệ là xác suất nó ra cái chữ mình cần tìm nó rất là cao nên là cái nó có thể cải thiện được cái tốc độ mình gõ ờ uh, soạn văn bản ở trên máy tính nên là mình chỉ thích dùng sâu câu ở là ở điểm đó rồi đây là cái file word mình mở ra tí nữa mình sẽ test thử cho mọi người xem rồi vẫn đang cài đặt đúng không đó trong lúc chờ đợi cài đặt xong thì mình sẽ uh, ra lại cài xuống dưới đó. Ở đây mình có, cũng có ghi rất là chi tiết từng bước một Bước 1 thì đào loát này. Bước 2 là gì? À, à, tiến hành cài đặt. Kích lúc chuột vào đây. Tiếp theo bước 3 là gì? À, tiến hành cài đặt. Như mình vừa, nãy vừa nói bán đệ đúng không? À, ta đi. Rồi. ấn vào đây. Lý chỉ an toàn. Rồi. Tiếp theo là quá trình cài đặt. Tiếp theo là gì? À, sau khi cài đặt xong thì nó mình bỏ hết các cái tích này đi. À, mình ấn vào đây. Lý quán trở là hoàn thành finish đó à hoàn thành. Rồi. đến đâu rồi? À, vẫn đang cài đặt. Không sao, ta chờ trong giây lát. Vẫn đang cài đặt. Đó, đấy là bước 4 giờ bước 5. À các bạn phải ấn vào đây nhá. 不在顯示, à, à, thì Rồi, à, chờ một lát. Ở trên website à trong trong lúc chờ đợi, cài đặt xong thì mình à, nói sẽ qua chút ở trên này mình có bộ bài thi trung sơ cầu các bạn vào đây nhá à, hả. bộ bài thi trung sơ cầu thế thì ạ cái này tắt đi các bạn à, ấn vào đây nó sẽ tải về nhưng mà mình à, tắt đi cho nó đỡ nặng máy rồi quá trình cài đặt vẫn đang tiếp diễn à, mình vẫn phải chờ không lâu lắm à, rất là nhanh thôi đó đây là các bước à, bước năm này À, để có thể đọc được các cái ký tự chữ Hán nó hiện ở trong Ở trong máy tính đấy Ví dụ là uh, Khi mà mình Cài đặt phần mềm uh, Tính chung ấy uh, Mà còn nó có giao diện tính chung Thì nếu mà mình không uh, thao tác cái bước này Thì thì một số phần mềm nó sẽ không tức Nó sẽ không hiển thị được các cái ký tự tính chung Ở trên phần mềm bằng tính chung Đã. Nó cứ hiện các cái ô vuông ô vuông đó, uh, tam giác ô vuông v vân là các cái ký tự lạ lạ Đã, Bởi vì máy tính nó không đọc được Nên là để làm được cái đó thì ta sẽ phải tiến hành thêm một bước nữa Đó, là để có thể Máy tính có thể đọc được, nhận dạng được các cái ký tự chữ hán Ở trong phần mềm uh, trên, trên máy tính Đó, cái này là Xem nào, đến đâu rồi Sắp à, xong, xong rồi, 70 rồi Mọi người kiên trì một chút Đó, vì Mình thấy khá nhiều bạn học viên uh, Mặc dù mình đã viết bài viết này Nhưng mà một số bạn vẫn chưa cài được à, Nên là mình, uh, mình quyết định là Mình làm cái video này luôn, cho nó trực quan và dễ nhìn các bạn có thể theo dõi được từng bước chi tiết mình cài đặt như thế nào đó đâu rồi à tám mốt rồi mày quá sắp xong rồi tám một tám hai rồi đó và hiện tại mình vẫn đang dùng win bảy à vẫn đang dùng win bảy win tám mình cũng đang dùng nhưng mà mình dùng win bảy nhiều hơn đó và sắp tới mình sẽ làm thêm cái video về hướng dẫn cách làm cách cài đặt bộ gọi tiếng chung sau câu ở trong win mười nữa đó khoảng tuần sau là mình sẽ làm xong à, tuần sau có khi chưa đến tuần sau đâu chắc là vài hôm nữa là xong Rồi chín sáu rồi chờ một lát rất là hồi hộp đúng không à, chả có gì hồi hộp à cái này mình đã cài đi cài lại khoảng à, hàng trăm lần rồi rồi chín sáu chờ một chút ngoài ra các bạn có vấn đề gì các bạn có thể vào đây này à, đăng câu hỏi ở trên này để mình, mình mình sẽ hỗ trợ luôn Uh, nhóm Tiếng chung HSK các bạn ở đây group Tiếng chung HSK ở trên Facebook Đó. nhập mật mã đâu rồi ok bây giờ ta đã sang bước này rồi đâu rồi ta đã sang bước này rồi các bạn nhớ bỏ tích nha ba cái tích này bỏ đi không cần thiết đó, mình đang ở bước nào rồi? Đó, bảo đi nha, đây này, Bước 4 là bước 4 đúng không? Mình ở đây mình có khoanh khoanh vùng là khoanh đỏ. Bỏ hết tích đi. Bỏ, bỏ, bỏ. Thấy chưa? Và ấn nút gì? Hoàn thành là xong, finish. Rồi. Hoàn thành. Ở bên đây. Giờ bây giờ mình bắt đầu chờ một lúc. Thì nó bộ số câu nó sẽ hỏi mình. Đấy, là đến bước này rồi, tức là mình lựa chọn giao diện đó, à, thường thì mình toàn để giao diện mặc định à, là màu đỏ, đến đâu rồi, lan là sẽ hiện đây, đó được chưa, nó hiện ra rồi, nó hiện ra rồi đến này, đấy thì uh, các bạn có thể là dùng cái nào, nhưng mà cái... vì các bạn thích uh, dùng giao diện gì cũng được nhưng mà mình uh, thường là dùng giao diện, giao diện mặc định của bỏ tiếng Trung sơ câu nên là mình ấn nút này, bố giải hiển thị, bố giải vào đây là xong. Thì nó không hỏi mình nữa nữa. Rồi là xong phần này. Tiếp theo là bước 5. Là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để cho uh, máy tính nó không xuất hiện các cái ký tự lạ khi mà nó khi mà mình dùng các cái uh, đọc các cái văn bản tiếng Trung hoặc là các cái phần mềm có giao diện bằng tiếng Trung. Rồi đầu tiên các bạn vào vào đây nhở vào đâu vào đây đúng không con cho này con cho này rồi gọi như vậy cho nó dễ dễ dễ, dễ hình dung à, về vì, vì tiếng anh của mình không được uh, tốt lắm Rồi con trăm panel xong vào đâu nhỉ language đúng không nè con trăm panel đúng không language à, region and language rồi đây các bạn tìm nhá đâu à mày đã... nó đâu đâu nhỉ region language đâu rồi đây rồi à, nó ở đây Đó ở vào đây giờ thì mình bắt đầu là ở vào đây nhá format cái này bỏ đi ấn vào đây administrative uh, tiếp theo tiếp theo là ấn vào đâu bình thường nó mặc nó hiện mặc định là English đúng không English United gì đấy state thì mình phải chọn nhá phải chọn nhá chọn cái vùng này để nó hiển thị được uh, không xu xuất hiện các cái ký tự lạ à và đây mình đã chọn sẵn rồi ban đầu thì nó hiện ra là cái gì nhỉ cái English là gì đó của đâu rồi English đây đây nói hiện ra mình những cái này ở đâu đó nên là mình mình không chọn cái đó mình sẽ chọn cái nào Chinese uh, Simplified tức là tiếng Trung giản thể rồi tiếng Trung đây PRC Chinese uh, Simplified tiếng Trung giản thể PRC ấn à, đây các bạn ấn OK nhá OK nhưng mà ở đây mình không ấn nữa vì vì ấn là nó sẽ hỏi mình là có restart, khởi động lại máy tính không đó. sau đó thì các bạn ấn uh, OK OK thì nó sẽ khởi động lại máy tính và các bạn cứ uh, restart là OK đó, mình lại đi lại cái bước này có hình trực quan cho nó dễ nhìn, dễ hình dung và thao tác cho nó nhanh. À, rồi. Đấy, các bạn chọn như như vẫn đấy mình làm nhá. Đến đây, xong rồi đến đâu nữa? Ok, và restart nào là khởi động lại máy tính luôn. Đó. À, mình sẽ à, sau khi khởi động lại xong thì các bạn à mở à, cái file Word lên. Các bạn mở file Word lên, à, file Word nhá. Rồi, mình sẽ test thử nhá. Test gì nhỉ? các bạn cho chữ gì đây à để để mà gọi bộ gọi thì chung sông câu ra thì mình ấn tổ hợp phím là gì nhỉ control này cantrone cantrone đúng không r giờ, giờ cộng với gì nữa cộng với nút cách là cái nút dài nhất ở trên bàn phím đấy nó ở chính giữa ở phía dưới bàn phím cantrone các bạn ấn liền một lúc luôn cantrone space à, là để gọi bộ gọi thì chung sông câu ra ấn nhá đó các bạn thấy nó hiện giờ ở góc bên tay phải ở phần dưới màn hình chưa để bỏ đi rồi. Sau đó bây giờ các bạn là gọi bất kỳ chữ gì đi. Như là xin chào là gì các bạn cả lớp nhỉ? Ni hao đúng không? Ni xin chào. Đây còn là bạn khỏe không là gì? Ni hao ma đúng không? Ni ma. Có rất khỏe là gì? Ồ, wow, hẳn khả. Đó, đấy là mình ví dụ sơ qua cho các bạn đấy. Ni hao, ni hao ma. Ồ, hẳn khả. Đó. gõ rất là nhanh. Bây giờ là Ni xin thi hao ma phải là gì nhỉ? Ờ, uh, ủa chào. Or chào gì? Rồi ngủ. Mình ngủ. Tao tên là Minh Vũ. Oh, ra luôn. Nó không cần phải uh, mất công lựa chọn uh, đấy gõ chữ rõ miếng ủ là ra luôn tên mình Đó. nó ra phát luôn đấy nên là cái tỷ lệ cái cái xác suất tỷ lệ ra cái chữ mình cần tìm nó rất là cao nên là à, uh, cái cái tốc độ mình soạn văn bản, bản nó cực kỳ nhanh Đó. và rất rất là tiện lợi đấy. bởi vì nó được uh, ngày nào nó cũng cũng được, được cập nhật các cái kho từ vựng mới Đó. nên nó cái cơ sở cái database của nó rất là rất là đồ sộ rất là lớn rồi tiếp theo à, ngoài ra để làm gì nhỉ à, nhưng một số bạn hỏi mình là thế liệu dùng bộ gõ tính Trung câu có gõ được tính Trung phồn thể không? À, vấn đề là mình toàn gõ tính Trung gián thể đúng không? Gián thể. có phồn thể sao? Phồn thể thì cũng đơn giản thôi. Các bạn lại vào đây nhá. Rồi vào đây. Hướng dẫn gõ tiếng Trung phồn thể với bộ gõ tiếng Trung câu Trong Win 7. À Win 7 nhá. Cách cài ở trong Win 7 và Win 8 nó hơi khác một chút xíu nên là mình phải phân ra làm hai phần là cài trong Win 7 và cài trong Win 8. Rồi là các bạn lại vào đây. Được rồi. Được, đúng không? bác ca bạn có để thấy cái chữ gì nhỉ chữ S ở đây không? để mình kéo ra đây cho nó dễ nhìn. Được, đây chữ S gì? À, sâu cầu, sâu cầu nó từ là nó là sâu cầu nha là chú chó tìm kiếm nếu mình đoán như vậy. Ừ. rồi ấn vào đây, ấn chuột vào đây, chuột trái nhá. thì ở đây các bạn thấy là cái ô này nó được uh, nó nó, nó mặc định là nó, uh, đấy, mình ấn vào đây là nó không tích mà mình phải ấn tích vào đây thì nó sẽ xuất hiện là ở một cái nút này, là nút gì nhỉ? Chỉa này. À xong rồi ok ok rồi bây giờ khi mà mình uh, muốn gọi tính chung phồn thể đúng không thì nó thêm một cái nút nữa là nút này thì ấn vào đây Đã. phán thị tự và chén thị tự rồi đây là phán thị tự đây là đây là chữ phán tức là chữ phồn đấy phồn là trong phồn thể đấy rồi các bạn có thể ấn uh, nút này nút này ấn vào đây ấn vào đây thì nó sẽ chuyển, luôn chuyển sang uh, uh, một là gõ phồn thể hay là gõ giản thể bây giờ mình sẽ gõ phồn thể Nào. cái lớp cho ví dụ chữ gì nhỉ cho nó uh, chữ, cho nó dễ nhỉ Ni uh, không chữ chữ khác đi. à, i xem nào. Y cơ, y cơ. Đó, y cơ. Rồi. Là chữ phồn thể đúng không? Chữ khác đi. à, sứ ờ sứ tử đó. Chữ khác nhỉ, chữ gì nhỉ? Hai ngữ đi, hai ngữ đó. Hai ngữ là chữ rõ ràng nhất. Hai ngữ là đây là chữ phồn thể. À, uh, các bạn thấy nó nhiều nét chưa? À, uh, nét nó nhiều chưa? À, uh, mình so sánh nhá. Giờ lại một gói chữ giản thể mình là ấm ở đây. Tiếp ờ, ấm ở đây. Rồi nó sẽ ra cái này là ok có thể có giản thể được rồi. Chén thịt tư. Ta so sánh nhá Có gì khác nhau không? Khá dữ. Đó. Hai chữ này các bạn thấy chữ nào nhiều nét hơn? Phồn thể nhiều nét hơn đúng không? Đó, nó, nó nó nhiều nét nên nó gọi ờ, là phồn thể. Chữ phồn thể cũng là chữ cổ Trung Quốc đó. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc ở đại lục họ dùng chữ giản thể. Ở ờ, Đài Loan bây giờ họ vẫn đang dùng chữ phồn thể. À, chữ phồn thể cũng viết cũng khá là nhiều nét nên là cũng phải, phải luyện một thời gian chữ giản thể thì vị nó cái nét nó ít hơn nên là mình nên là uh, cái cách nên là viết nó sẽ uh, không khó như chữ phồn thể rồi khai ủy và khai ủy kết hợp là như nhau khai ủy nhưng mà chữ thì nó chỉ khác nhau thôi một là phồn hay là giả chữ khác nhỉ chữ gì đi cứ cờ bay mày nị ba ba xem nào có gì không không phải đúng không tì tì mày mày chén xem nào vẫn thế đúng không cái lắp cho chữ gì nhỉ Nị hǎo mà mà Mã, sinh từ, sinh từ vấn đề, từ ngữ, cái nào, từ ngữ, từ ngữ, vấn đề, ý, khá chứ nào, à, vấn đề à, chữ nào nhỉ? Cho là chữ nào nó chỉ qua chút, thu phát, à, không, chưa sa nào chưa, à, không, bây giờ mình có chữ giản thể, nào. quên mất, phải ở à, chữ này, mình quên, mình quên, rồi xem nào, chưa ờ, xem nào chưa rồi chưa các bạn thấy chữ chưa chưa các bạn khi mà chữ này rất là quen thuộc đúng không chữ này các bạn nào mà hay chơi cờ tướng thì thế con này là con gì nhỉ? Đây, con xe đúng không? Con xe, con xe thì là con là khá là mạnh là mạnh nhất trong bàn cờ tướng rồi nhà mình không nhầm. Đây là chữ phồn thể đúng không? Còn chữ giản thể là như thế nào? Giản thể này, xe rồi các bạn thấy hai chữ này khác nhau không? À, xe, đây là xe đây là chữ giản thể, còn này là chữ phồn thể. Đấy chưa? À, chữ nào nhỉ? À, chữ, chữ giản phồn thể thế nào? Y, ờ, uh, thế nhỉ? Chữ khác thế nào? Y, cơ, rồi. À, không, thôi, không, ta không làm mạng nhá À, cái này ta chỉ đến đây thôi. Rồi, thế là mình vừa hướng dẫn các bạn cách uh, gõ, uh, cách cài đặt bộ gọi tiếng Trung sâu câu ở trong Win 7 đó, và cách để cho máy tính nó đọc được các cái ký nhận dạng đọc được các ký tự chữ Hán ở à, trong phần mềm tiếng Trung hoặc là trong các giao diện ở trong máy tính rồi và và thêm một cái nữa là à, cách gõ tiếng Trung phồn thể và giản thể khi mà dùng sau câu đó. các bạn cứ dùng sau câu đi không phải lo sao câu thằng sau câu là thằng mạnh nhất rồi à, cái cái data của nó là lớn nhất rồi còn các bạn có thể dùng cái khác tùy Nhưng mà mình chỉ dùng đúng mỗi thằng sâu câu thôi Các cái khác mình đã dùng qua rồi nên Là mình chỉ nên là mình Cuối cùng mình lựa chọn là thằng sâu câu Để à, làm học tập và làm việc Và bây giờ mình làm việc ở trên lớp Mình vẫn dùng cái thằng sâu câu này Đó. Gõ rất là nhanh, soạn rất là nhanh văn bản Rồi xem còn bước nào nữa nhỉ Rồi hình như, hình như hết rồi sao nhỉ Hết rồi Đó. Thế là mình vừa giới thiệu cho các bạn Sơ qua về cách cài đặt bộ gọi tiền chung sâu câu trong win Rồi các bạn nào mà vẫn chưa cài đặt được thì thì có thể là máy tính bị lỗi hay là bị virus uh, các bạn có thể các bạn uh, cài lại Win là xong nếu mà ai cũng vẫn không cài được uh, thì các bạn uh, học viên đem laptop đến uh, lớp học và uh, mình đầu giờ mình sẽ cài đặt cho các bạn rồi ok đó vậy thì hôm nay ta sẽ dừng đây nhá uh, chào các bạn nhá chào các bạn